Đạp gió 2024, Suni Hạ Linh làm điều mà Chipu không thể, đại diện Việt Nam quá khủng. Sức hút của Suni Hạ Linh tại tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa năm vẫn đang tăng dần đều. Cô nàng liên tục gây chú ý với truyền thông xứ tỷ dân với phong cách và nhan sắc xinh đẹp, dạng dỡ của mình. Thông tin Suni Hạ Linh tham gia chương trình tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa năm tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Năm 2023, Chipu từng xuất hiện trong chương trình này và trở thành một trong những chị đẹp chiến thắng ra mắt cùng nhóm nhạc của chương trình. Netizen kỳ vọng Sunny Hạ Linh cũng đạt được thành tích cao nhất. Theo cập nhật của Paparazzi xứ Trung, các chị đẹp đã lần lượt ghi hình vòng đầu tiên của tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa năm. Thái Tịnh Văn, Hàn Tuyết, Trương Dư Hy, Chu Đan, Thượng Văn Tiệp, Vương Lâm, Trần Lệ Quân, Tạ Kim Yến, Mai Davika là những nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả tại chương trình năm nay. Mỗi chị đẹp theo đuổi một phong cách thời trang khác nhau. Tạo hình của Sunny Hạ Linh trong ngày đầu ra mắt cũng đã được hé lộ trên mạng. Nữ ca sĩ chọn thiết kế với phần cầu vai cách điệu, đan sen chi tiết cắt out cá tính. Trang phục được trang trí thêm loạt chi tiết kim loại, giúp tổng thể thêm phần trẻ trung và cá tính. Mọi người đều dành lời khen cho bộ trang phục độc đáo và nhan sắc ngọt ngào, xinh xắn của Sunny Hạ Linh. Dù chỉ vừa xuất hiện nhưng chị đẹp Sunny Hạ Linh đã ngay lập tức lọt hot search mạng xã hội Weibo. Với vẻ ngoài rạng rỡ, sao nữ nhanh chóng khiến Sinet phải lòng. Chỉ trong vòng 2 giờ, Suni Hạ Linh đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 28 trong danh sách hot search của Weibo, chứng tỏ sức hút của mình đối với cư dân mạng xứ Trung. Suni Hạ Linh được netizen Việt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, tiếp nối sự thành công của Pu từ mùa trước. Trên Weibo, khán giả xứ tỷ dân khen ngợi vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ hơn tê, ủi của Suni Hạ Linh. Số khác tò mò về tiết mục đầu tiên mà nữ ca sĩ sẽ trình diễn trên sân khấu đạp gió 2024. Trước đó, ngay từ khi đổ bộ sân bay, khoảnh khắc Sunny Hạ Linh mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào mọi người đã gây sốt trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, dù chỉ mới tạo tài khoản Weibo được ít ngày nhưng Weibo của Sunny Hạ Linh đã sắp cán mốc 1.000 fan theo dõi. Bài viết đầu tiên của Sunny Hạ Linh trên Weibo là một video giới thiệu bản thân dài 18 giây thu hút 14.000 lượt xem và gần 750 lượt yêu thích cùng hơn 500 bình luận đến từ khán giả Trung Quốc. Mọi người dành nhiều lời khen cho Sunny Hạ Linh, nhất là nhan sắc ngọt ngào. Giọng nói truyền cảm và tài năng âm nhạc ấn tượng. Được biết, trước khi hoạt động với tư cách là ca sĩ solo tại Việt Nam, Sunny Hạ Linh từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc với format sống còn như Pop Star Hunt mùa 2. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 của làng giải trí Việt Nam từng có khoảng thời gian ngắn làm thực tập sinh tại FNC Academy. Đây là cái nôi đào tạo nên những ngôi sao Kpop hàng đầu với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo nổi bật như Cien Blue, FT Iceland, AOA. Phong cách âm nhạc mà Sunny Hạ Linh hướng đến là sự nhẹ nhàng, da diết nhưng vẫn vô cùng trẻ trung. Một số bản hit trong sự nghiệp ca hát của Sunny Hạ Linh như em đã biết, cảm nắng, thích rồi đấy. Ngoài việc sở hữu giọng hát ngọt ngào, Sunny Hạ Linh còn có nhiều tài năng khi có thể biểu diễn âm nhạc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Thời gian gần đây, Sunny Hạ Linh góp giọng trong ca khúc hợp tác cùng nhóm nhạc Chilis và Rai Cứ Chiêu Thôi. Không chỉ là mưa làm gió ở Việt Nam, điệp khúc cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai. Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai và giai điệu da 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 lặp lại gây nghiện đã tạo nên cơn sốt trên Douyin của Trung Quốc với những video cover nhảy múa theo bài hát thu hút hàng triệu view.